trước hương đăng trà quả, lễ kính thành con bái tạ mẫu nghi. Mẹ là đại đức từ bi, vì thương con dại mới đi xuống trần. Lời châu ngọc mẹ ân cần giải biểu, tiên đá vàng con mới hiểu thiên cơ. Dắt con chỉ bến chỉ bờ, lo tu trọn đạo đặng nhờ thiên liêng. Nay các con quyết tâm chí tịnh, giữ một lòng nhẫn nhịn lo tu. Giờ này là quyết tâm tu, điện linh mẹ giáng xuống trần độ con. Nên con mới biết cung soi bờ bên, đồng cùng nhau dắt đến trường thi. Gia trang sắp đặt an bài, thánh trà hóa quà, lễ bài kinh dân. Con lớn bé chúc mừng hoàng mau, cầu phước dư cho Nam Việt an vui. Giờ này cầu nguyện đã rồi, lại đưa Đức Mẹ phản hồi thiên cung. Nam mô vô thượng hư không, diêu trì kim mẫu vũ sanh bảo mạng từ tôn. Đại từ tôn cảm ứng chứng minh, A Di Đà Phật. Thiền thiền dòng bái mẫu hoàng, chấn chỉnh đạo giáo sắp an dân tình. Đổ người khỏi chốn u minh, dòng cầu bái mẹ nhờ tình xót thương. Chung dân tai họa đa dương, lại mẹ dạy dỗ mới tường thiên cơ. Vô cực từ tốn, Tây Thiên Ba Chủ Dương Cung Tây Mậu, đế đầu lại tạ từ ân. Hào quang rọi xuống, hướng lân tình thành. Khắp trong dân chúng làm lành, thương yêu đùm giúp chẳng đành bỏ nhau. Mây lành rọi tỏ năm màu, cỏ cây tươi tốt lào lào thái dương. Yên vui muốn bể mới tường, cơ trời sắp đặt luân thường dè gian. Diêu trì chấn chỉnh sửa sang, báo nguồn về cội một đàn chánh quy. Kiền thiền dòng bái từ tôn, chuẩn y tam giáo mới tồn lý cao. Ơn trên cam lộ rào rào, chúng con nguyện dòng ước ao thái bình. Lại cầu mẹ ở thiên đình, độ an dân chúng pháp linh tỏ tường. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chơn kinh. Phần kinh con mới đọc rồi, nguyện xin phước đức dung bồi chúng sinh, cho người thức tình tu hành, bên mê phúc chúc biến thành áo sen. Lý kinh sáng suốt như đèn, rọi vào tâm trí tối đen sáng liền. Tụng kinh địa mẫu có duyên, gặp người trí thức bạn hiền đồng tu. Ngày ngày tinh tấn công phu,
điện quang mẹ chiếu nên căn sáng ngời. Cuối sinh Phật mẫu chứng lòng tâm nguyện quyết chí gắn công tu trì. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh đại từ tôn. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đương lai hạ sanh Di Lạc từ thị tôn Phật. Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Quý Phật mẫu cứu trần thế, nguyện xin phước đức dung bồi chúng sanh trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ biết đường Phật tiên. Quý pháp là phương giải thoát, điện quyền linh bùa khắp trần gian. Sửa tâm chứng đắc kiếp thời, linh căn mẹ điểm hội kỳ long hoa. Quý tăng nhân truyền mẫu dạy, phải ăn chay giới luật nghiêm trang. Hữu hình gia tạm luân hồi, vô vi thượng cảnh trở về thiên cung. Thượng quân lập hội long dân, phần ngồi kế vị hòa bình quốc gia. Cộng đồng tam giáo quy nguyên, chân truyền tâm ân khai cơ đạo hiền. Thượng thông thiên địa long qua, chuyển luân chánh pháp độ người thiên duyên. Thiên cơ kinh nhiệm có rành, người không căn trước thiệp tình biết ở đâu. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô hương cúng dường Phật mẫu chứng minh.
kính lại Phật từ bi quảng đại. Vì chúng sanh muôn loài đạo điên, luân hồi khổ nào triền miên, mới dùng phương pháp giải phiền nơi tâm. Kính lại pháp nguồn ẩn chưa trả, nẻo quang minh mô tả rõ ràng. Vì đời lắm kẻ lầm than, nên thuyền bát nhà sẵn sàng đời đưa. Kính lại tăng là người chi cả, thay thế tôn hoằng qua đạo màu. Vô minh nên mới lo âu, rồi đường cứu khổ dẫn đường chúng sanh. Con nhất tâm đảnh lễ cầu hoàng mẫu cứu độ chúng sanh. Con nhất tâm đảnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh. Nam mô Hội Thượng Phật chứng minh. Nam mô Tam Bảo Đảo Tràng chứng minh. Nam mô Con nhất tâm đảnh lễ Tổ Thầy chứng minh. Hoàng mẫu chân kinh cầu nguyện tam cõi cộng đồng, thánh thần tiên Phật nghe nguyện. Này xin vui hỷ lạc thân tịnh trang nghiêm, cầu cho quốc thế dân an, thế giới thái bình an lạc xứ. Cầu cho chúng sanh nhân loại được ấm no, phước lộc thọ đủ đầy, thoát ách tiêu tai, nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ. Cầu nguyện cho Phật tử nam nữ trẻ già, trên non dưới thế, theo mẹ tu hành tinh tấn tâm lành sáng suốt, hiếu đạo vẹn toàn với mẹ, tu cho đến ngày thành Phật đạo bất thối tâm. Cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ lục thân quyến thuộc, âm siêu dương thới, đặng nghe lời của mẫu, dứt tâm mê muội xa lìa tội ác, hồn linh siêu thoát, sớm về nơi Tây Vực an vui mùi Phật đạo. Thành tâm khẩn nguyện nhờ quái linh nhiễm màu của mẫu, kim quang vận chuyển gia đình hưng thạnh quyến thuộc, tăng phước hoàng viên, phước lộc thọ miên trường, sở nguyện sở cầu như ý. Nam mô Phật mẫu chứng minh. Nam mô Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh. Nam mô Diêu Trì Cung Hội Mẫu chứng minh. Địa mẫu đứng tối cao giác ngộ, điện linh quang tê độ chúng sanh. Hỡi ai chớ có lạc lầm, lời vàng châu ngọc chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế mịt mù tâm tôi, phải nghe lời mẹ thuyết chân kinh. Chớ ham vật chất lụy phiền,
sớm mau thức tỉnh mẹ ban phước lành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh báo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Đốt hương trầm thâu đến diêu cung, thành tâm khẩn nguyện đức mẫu từ. Trên phôi hương này kim mẫu ngự, cảm ứng chứng minh tất lòng thành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Khai đuốc huệ tâm đăng tỏa sáng, trăm ngàn muôn kiếp về gặp đâu. Hạ quân kỳ bá long hoa hồi, mẹ ban điện lành mới rõ thông. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Dân đuốc thiên thành tâm kình mâu, ngọn linh đăng soi thấu mười phương. Điện quang tỏa ánh chiếu dương, cầu xin từ mẫu Tây Phương chứng đàn. Mẹ giáng thế độ án non nước, chuyển quyền linh ban phước vạn dân. Nguồn thương sầu đồng bân quân, nhìn đăng lòng tưởng mẹ gần bên con. Xưa mẫu ngựa chim loan tại miếu, tình thiệm tây quyền diệu ưng linh. Búc cơ mẹ thảo tâm kinh, lời châu chép lại tâm tình mẫu thương. Nhìn biển cả trùng dương nước biếc, tiên khổ sầu tha thiết lòng đau. Mẹ trong từng lượng sông đào, bao nhiêu sông lượng nghẹn ngào bấy nhiêu. Cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ, mẹ sang cai quá độ khắp nơi. Núi sông vũ trụ đất trời, chính do hoàng mẫu tạo đời an vui. Con trẻ nguyện sớm chiều tu niệm, ngày lẫn đêm lo kiếm hạnh con. Dâng đăng mẹ chứng lòng con, vạn dân ba tánh nước non thanh bình. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Ngày kỷ niệm trăng mười thập bát, gió đông về ngào ngạt nguồn thương. Chốn trần trẻ dại dân hương, thỉnh cầu từ mẫu Tây Phương chứng đàn. Dân nén hương lời vàng cung kinh, tiếng trẻ thơ nguyện thành mẹ hiền. Lại cầu giống Tây Dương mẫu diệu quyền chứng minh. Mẹ thương con thâm tình muôn thuở, đạo hoàng khai truyền mở
tục xa đời, quê thiên chốn cũ là nơi trở về. Nhìn quang cảnh sơn khi non nước cõi giới ba hưởng phước mẹ ban, chính do hoàng mẫu chính an độ cho sanh chúng một đàn chánh tu. Làng khói bạc hút mồ bay tỏa, tâm hương lành hiện rõ diệu cung. Đại hương mẹ ngự tông trung, thức tâm kẻ thế soi chung gương hiền. Tam nhật mẫu cô xiên bay mẫu, tiên chuông ngân gợi nỗi nhớ thương. Con quỳ dân nén tâm hương, lại mẹ phụ đức thập phương. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nhìn làng khói trầm hương bay tòa, nhớ mẫu hiền lễ nhỏ dòng châu. Đàn con tha thiết nguyện cầu, mẫu từ phủ điển nhiễm màu chứng minh. Chốn trần miền cung minh đại lễ, kỷ niệm ngài giang thế từ tôn. Hướng tầng mẹ phủ càng tôn, chuyển khai hoàng đạo pháp môn hành từ. Đọc kinh mẫu lòng như sao xuyên, gợi tâm thành thâm viên mẫu thân. Chuông chùa vang tiếng xa ngân, chảnh lòng con trẻ tuôn dòng lễ xa. Khói hương trầm thiết tha theo gió, áng mây lành hiện rõ huyền di. Con nguyện kiếp kiếp tu trì, nương về theo bóng từ bi mẫu hoàng. Cầu linh mẹ chinh an non nước, điện mẫu từ ban phước chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ phúc lành mẹ ban. Tầm chánh giác đạo vàng rực rỡ, hạ bồ đề nảy nở rừng cây. Am thiện núi nhịp thang mây, điển thiên mẹ chứng ở nhật nay kinh đàn. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Hoa tươi thắm kính dân từ mẫu, do hương lành nhẹ thổi mười phương. Dập đầu lại mẹ xót thương, chứng lòng con trẻ cúng dường dân quan. Lời gian cầu thiết tha ai quan, chôn dương trần tờ án phù dân. Chúng sinh đau khổ du ngần, thành tâm lại mẹ gọi lần tội xưa. Ngài kỳ mẫu sớm trưa bay mẫu, tiên chân thành giọng thâu diêu cung. Gắn tu nói chi ba tùng, bồ đề hạnh nguyện thơm chung hương lành. Điển quyền linh phủ quanh bao khắp, nhớ mẫu hiền con chấp tay cầu. Lại mẹ đổ hết năm châu, cầu xin sanh chung sớm hầu diêu cung. Người chốn thế yêu trung trọn giữ, hội long qua mẫu tử.
lá lùng bồ đề rỗ nở tại cung diêu trì. Quá thơm ngát con quỳ dâng lệ lại mẫu thương gian thế chứng minh. Tái ngà dâng đóa hoa xinh thỉnh cầu mẹ giáng ở điện linh mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Quả tươi xanh tâm thành cung kính tiên trẻ cờ nguyện linh từ tôn. Điện linh phụ khắp càng khôn chuyển khai đại đạo tiếng đồn gian xa. Tụng kinh mẫu gia gia an ổn mẹ giang trần hỗn độn sơ khai. Lời châu ghi lại trần ai là do quyết mạch phi tài từ tôn. Quái linh mẫu bao gồm vũ trụ dưỡng nuôi con hấp thụ điện thiên. Phước tài lộc họ truyền miên dân lành nước thanh nhà yên thanh bình. Tam nhật mẫu trì kinh địa mẫu chung sanh đều số đổi nhìn thanh. Mùa màng xuân túc tươi xanh quả hoa thơm ngát hương lành từ bi. Thâm ân mẹ khắc ghi sanh sử kỷ niệm ngày mẹ ngự không trung. Dập đầu bái tạ dương cung đồ an sanh chúng tao phùng long quang. Kính lại mẫu thiết tha lời trẻ dân quả tươi thịnh mẹ chương tri. Dập đầu lại đức diêu trì điện linh mẹ phụ cứu quê ở dân lành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Cung kính dân thủy thanh thơm ngát nhớ trăng mười thập bát thần ngài giang thế mẫu hiền thủy thanh bát ngọc khẩn nguyện cung kính. Đàn con trẻ quỳ xin mẹ chứng độ dân lành bền vững tâm tu. Sơn khê rạo bước ngao du vào nơi biển thanh rừng nhu tu hiền. Dân thủy thôn kiện tiền giống bay điện mẫu từ phủ rải khắp nơi. Mẹ thương dưỡng dục khuyên đời ngữ nơi thương cõi ban lời ngọc châu. Mẹ truyền pháp nhiễm màu phản chiếu cứu đàn con tận yêu tận trung. Nguồn thương mẹ phủ ngàn trùng suối lòng ngào ngạt ban chúng con lành. Chính mẹ tạo non xanh tươi thắm biển sông sâu thăm thẳm trùng khơi. Quăng khai đại đạo khắp nơi kể từ vô thị đến đời hậu thiên. Tâm kinh mẫu lời khuyên lai la tỏa sang mười phương. Tay dân bát ngọc trà hương thành tâm lại mẹ xót thương ở chứng đàn. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh.
sám kinh địa mẫu. Phụ hương chung nơi huyện thành cô, tình thiệm tây miêu cổ ứng linh. Thượng tầng tòa ánh quang minh, chim loan mẫu ngữ truyền kinh răng đời. Kim ngôn mẹ đây lời mạch quyết, đức từ tôn tha thiết khuyên con. Hiếu trung giữ vẹn cho tròn, mẹ hiền ứng điện bảo toàn chúng sanh. Tam nhật mẫu tâm thành kinh mẫu, tâm lòng son vọng thâu diệu cung. Gia gia sum họp trùng phùng, dân an quốc thơi hưởng chung thanh bình. Mùa màng được tươi xanh sung túc, mẹ độ con từng phút từng giây. Núi sông vũ trụ đó đây, chính do hoàng mẫu dựng gầy tạo nên. Linh điển mẹ dưới trên phân rõ, tâm chân kinh mẹ tỏ lời châu. Hoàng khai đại đạo nhiệm màu, quá xanh buôn biển năm châu tươi nhường. Phật mẫu ngữ thương tuần đổ thế, điện chân linh phước huệ rải ban. Tâm kinh mẹ dạy rõ ràng, con lành hiếu thảo đàn tràng cung nghinh. Phước lộc thọ hiện dính do mẫu, trọn đủ thời kỷ mẫu hằng niên. Dân an nước thành nhà yên, lời châu mẫu dạy gắn chuyên tu trì. Thơ thâm diệu quyền di cơ bút, mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh. Xưa vua bàn cổ phong danh, diệu trì Phật mẫu quá sanh muôn loài. Chương linh mẫu xét xoay vũ trụ, điện âm dương kết tụ anh nhi. Thượng tầng mẫu ngự phương phi, phân ra thiên địa trị vì chúng sinh. Địa mẫu truyền chân kinh tâm quyết, khi âm dương hội hiệp cùng nhau. Mưa hòa gió thuận tươi màu, quá xanh nhân loại ngạt ngào chân thân. Vậy ai mới bước vào đường đạo, phải giữ lòng yêu thảo trì kinh. Lời châu mẹ dạy quyền linh, hoàng thiên xa tội hiển dinh thanh nhàn. Cầu linh mẹ bảo toàn sanh chúng, độ nhân sanh giữ đúng hạnh tiên. Từ đây thiên địa vẫn riêng, âm dương chân khi linh nguyên chẳng rời. Nhật nguyệt tinh phương trời sáng tỏ, mây quyền di hiện rõ thần thông. Mẹ vẫn nam bắc tây đông, bốn phương tam hướng bao vòng càn khôn. Điển thiên mẹ bảo tồn vĩnh cửu, chôn trung ương mẹ phủ địa châu. Linh quang chiếu sáng nhiệm màu, thiên thiên bảo dưỡng gồm thấu chân lành. Phu quân mẫu trường sanh bất lão, tài cao minh sáng tạo quyền di. Thiên lung địa a diệu kỳ, tri âm phối hợp phục quý diệu đài.
thiên địa lập âm lai dương khư, khi thần giáo gìn giữ điển linh. Đất trời do tạo hóa sinh, pháp luân thuần chuyển siêu hình căn nguyên. Chính mẹ tạo tôi hiện chúa thanh, phủ điện linh trường thanh tâm thanh. Chẳng ngừng qua qua xanh xanh, thiên can thường chuyển dẫn hành địa chi. Thần giới khi thủ thì thai thanh, mẹ cứu mang canh canh thập niên. Tình thâm mẫu tử thiên liêng, mười thu đúng nhật chia riêng quẻ hào. Trong bát quái phân vào tam hương, tam quẻ do mỗi hương định ra. Sáu hào một quẻ đó là 384 tẻ ra các hào. Trúc cơ mãn nguyệt vào giờ đúng, thập niên trường chuyển dụng thánh thai. Minh quân xuất thế trần ai, sao vị thiên tử thi tài quyền quang. Mẹ vang vua thiên hoàng con trưởng, đến địa hoàng mẹ chứng thứ hai. Nhân hoàng tam đệ thiên tài, còn ba vị nữa phân rài sau đây. Vua phục khi ngài hai biến qua, bát quái phân phát quả hiển linh. Chỉ rành tam hướng thinh thinh, âm dương vũ trụ quang minh phân bài. Vua thần long phi tài ngũ cốc, sắc linh gieo châu ngọc khắp nơi. Đó là hạt giống của trời, sanh ra lúa gạo giúp đời an khang. Vua hiện viên tạo ban y phục, đem ấm no hạnh phúc vạn dân. Lưu truyền cơm ao chốn trần, để cho người thê tâm thân thanh nhàn. Vũ trụ do mẫu hoàng xuất phát, mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên. Thượng tầng bao phủ điển thiên, chẳng rời ra khỏi mẫu hiền dưỡng sanh. Nhìn biển cả trời thanh nước biếc, khắp bốn mùa tam tuyết trở xây. Gió ngàn tỏa lượng từng mây, quá sinh nhân loại có cây thú cầm. Có ngũ nhạc bỗng trầm ngâm trôi, khắp muôn nơi từ mẫu dưỡng sanh. Các đời vương đế đại danh, từ trong thân mẫu trưởng thành mà ra. Danh lam có năm tòa thắng cảnh, chôn lâm sơn tuyết lạnh sương rơi. Có cây cổ thụ sông đời, sắc dân trăm họ do nơi mẫu thành. Năm giống lúa tươi xanh dung dưỡng, sao thư gạo dành thưởng nhân sinh. Nhân dân nọ âm hiện vinh, sống nhờ điển mẹ quyền linh phủ đầy. Khi lìa thế gợi thấy thân mẫu, sự hoa xanh dời đổi vô thường. Thân mẹ là chỗ tựa nương, từ tôn địa mẫu nguồn thương ngập tràn. Nào châu quận thôn làng tinh quyền, kìa lâu đài cung điện nguy nga. Am chùa quán xa lập ra, hiền thần tiên thánh mẹ đà thượng phân.
chư Phật đắc kim thân do mẫu, cả trân châu ngọc bửu đó đây. Thiếu chi kẻ ước việc này, lòng tham mơ tưởng mấy ai đã thành. Loại kim khí bạc vàng quý bao, tất cả do mẫu tạo xuất ra. Vương hậu vạn quốc gia gia cũng do lệnh mẫu ban ra tôn sùng. Người chốn thế hiếu trung hưởng phước, bao quyền linh sao trước mẹ ban. Dân an quốc thới thanh nhàn, đế vương cũng cảnh mẫu hoàng tự tôn. Nước nào bị dập dồn chinh chiến, cũng do nơi mẫu chuyển phát thành. Vậy ai nào biết đến danh, quyền linh quang điển mẹ dành đó đây. Có tạo lạnh thế đầy lúa giấy, cùng quả quả rau cải trái cây. Nào là chua ngọt đắng cay, thức ăn thuốc uống rừng cây ai tường. Hành ức hẹ gừng đường tiêu tội, khắp nhân sinh ai khỏi bệnh đâu. Quá xanh linh dược nhiệm màu, cao lương mỹ vị thiêu đâu vật nào. Lại có dấm chanh dầu tương muối, suối nào bằng nguồn suối tình thương. Mẹ bán trăm vạn mùi hương, lao tâm tổn quyết đoạn trường vì con. Công lao mẹ bút son khó tà, tình bao la biển cả khó hơn. Khổ đau từ mẫu chẳng sờn, nỡ nào quên dứt nghĩa ơn cho đành. Vật ăn uống mẹ dành con đó, sản phẩm do mẹ qua tạo ra. Cân đai áo mạo phù hoa, bạc tiền vật dụng biên ra hằng ngày. Mẹ chẳng thấy một ai lòng tương, thân mẫu sanh ban thưởng khắp nơi. Vật chi chẳng xót trên đời, mẫu không nghe có một lời nhớ thương. Trong vũ trụ tuần hoàn tạo hóa, do mẫu sanh ra qua địa cầu. Biến dành sao quả luân hồi, biết bao sản vật qua màu tốt tươi. Kẻ thấy đâu rõ tình thâm mẫu, dầu hoàng thiên có nội sanh hơn. Trên trời mưa đổ từng cơn, dưới đất mẹ qua quyền chân phép màu. Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ, ngũ cốc dành quá độ nhân sanh. Có cây tươi tốt hương thanh, địa châu thấm giọt mưa lành vì nhiêu. Chính hơi nước thâu nhiều mạch huyết, bao tinh di sương tuyết giá băng. Đại mây gom tụ phủ văn, gặp luồng quang điện biến tan mây liền. Mưa tuôn xuống trần miền tỏa khắp, phù rồng kia trôn nắp ngàn sông. Lãnh phần vận chuyển gió giông, mẹ truyền qua vỏ hổ phong ứng hầu. Cô rồng ở xứ nào chẳng có, ẩn biển sâu làm gió chuyển mây. Đều do linh mẹ phán bài, ơn trên chiếu triệu dám rài cái đâu.
vẫn nằm sâu lòng đất. Mẹ dưỡng nuôi âm chất hoàng khai, nhọc nhằn nào quán đắng cai điểm quan quyền diệu đêm ngày dưỡng sanh. Chốn dương trần con lành tòa hương, bao nhiệm màu mẹ thương hồng ân. Tất cả do linh mẫu vân, không về chẳng thấy người trần ghi tâm. Mẹ thương con và thầm đau thắt, chẳng bao giờ nhắm mắt nghĩ đâu. Điện quang nêu mẹ rút thâu, càng khôn vũ trụ địa cầu tiêu tan. Khi cá ngao trở ngang dùng dậy, thiên địa đành chịu phải rã đôi. Dương trần như thế bèo trôi, cảnh đời trong rộng thảm sầu nạn tai. Ngoài càng khôn Như Lai tạm ẩn, chư Bồ Tát tàn lân bị tinh. Từ vua chúa đến quân binh, sẽ đều tận diệt nhân sinh điêu tàn. Phương hướng đành tiêu tan tất cả, như ở trong lò quán bị thiêu. Muôn loài vạn vật bao nhiêu, phải đành chịu cảnh quạnh hiu khổ sầu. Mẹ phán truyền lời chú cao quý, ai sưu tầm diệu ly quang minh. Tâm thành khảo sát chớn kinh, thọ trì giảng nói chúng sinh hiểu rành. Từ tôn chiêu điện lành ban phước, sắc linh phế người được hiển dinh. Phi tài quyền diệu cao minh, mẫu từ gian bút ngọc linh chi truyền. Nhập vào tâm kẻ hiền sáng suốt, chân khi như anh đuốc thiên nhiên. Mẫu cho phản bổn quần nguyên, chân thần đúng hoạt xuất liền chẳng sai. Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tinh, căn tâm tu hưởng cảnh thượng đài. Khai tâm trung chuyển đạo ngay, lý chân thông hiểu chớ rài bỏ qua. Cần quán tưởng sâu xa kinh mẫu, chớ khoe tài nông nổi mà chi. Chớn kinh linh mẹ khó bị, quần thần vắng gió chẳng khi lời vàng. Đại từ tôn mẫu hoàng cao cả, ân đức dày dông ngã đằng sau. Táo nhân mặt khách anh hào, nông thương công sĩ nợ nào lăng ngơ. Không đền đáp tôn thờ cung kính, nở vô tâm chẳng kinh mẫu hiền. Thâm sâu nghĩa cả thiên liêng, đành lòng bội bạc chơn truyền lời châu. Chánh pháp đạo nhiệm màu ai rò, giả đò như chẳng tỏ ngộ chi. Phụ ân từ mẫu diêu trì, đỏ đại muôn kiếp chẳng thể tái sanh. Muốn biết rõ tánh danh Phật mẫu, hãy lắng nghe lời mẫu phân rành. Lão bà hỗn độn quá sanh, thở còn mù mịt trước thánh chưa tường. Thiên địa chi âm dương chân khí, thập nhị muôn niên kỳ giáng lâm. Tuổi thọ 9600, thời gian xuất thế khổ tâm nhọc nhằn. Muôn ngàn năm khuyên ra
dạy dỗ, ngài biệt lý diệt đô chẳng ngờ. Mẫu hoàng từ giá con thờ quá thân chấp nhân phúc giờ chia tay. Hư không ngự mây đài thượng coi, điển quang minh chiếu rọi khắp nơi. Quyền di biên qua chuyện đời, truyền kính châu ngọc bao lời thiết tha. Chẳng thấy ai lệ xa như mẫu, chôn trường gian gợi nỗi nhớ thương. Ngự thuyền lưa sông trùng dương, nào ai để giả dân dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng câu phiền trách, lòng ước mong quyết mạch trùng phùng. Sớm về điện ngọc diêu cung, con lành cố gắng hiếu trung tu hiền. Hội tí sửu khai thiên tịch địa, giảng sự thành hiếu nghĩa di tiên. Chân kinh Phật mẫu diệu quyền, hơn 180 câu khuyên răng đời. Mỗi câu mỗi ý, lời mẹ viết cũng từ nguồn mạch quyết chảy ra. Gồm bao lời ngọc thiết tha, chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ chi. Khắp gia gia đều trì niệm mãi, thì mùa màng cây trái hoằng sai. Ấm no hưởng lạc trần ai, cuộc đời chẳng bị nạn tai dập dồn. Điện quang mẹ bảo tồn trường cưu, độ con mơ hội đủ diêu cung. Nếu ai chẳng tin bất tùng, mùa màng ruộng rẫy sâu trùng bỏ ăn. Cuộc sống đành khó khăn đau khổ, nhân sinh lâm vào chỗ hiểm nguy. Không mong sống sót được gì, đại kiếp thủy hỏa phong phi ngập tràn. Đại từ tôn mẫu hoàng chưa biết, đung trăng mười vào tuyết trời đông. Mẫu từ xuất hiện thần thông, vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh. Mẹ vũ hết điện linh quang đại, tâm quyết thư để lại chân kinh. Kim ngôn siêu thoát quang minh, từ tôn bảo dưỡng chúng sinh an toàn. Là con yêu đàn tràng cũng kinh, mỗi hằng niên nguyện thỉnh mẫu từ. Đúng ngày thập bát trăng mười, gia gia tụng niệm người người trì kinh. Lập đại lễ hoa sinh trà hoa, dân hương đăng tất cả khiết tinh. Cùng nhau hội hiệp trì kinh, sở dân từ mẫu chứng minh con lành. Nếu như có nhân danh hiền sĩ, truyền bá kinh nghĩa lý đủ đầy. Từ tôn đại thọ ân dày, cháu con hiền sĩ từ đây quy hoàng. Hưởng lộc thọ vinh sang phú quý, hạng phu nhân bần sĩ hiền thần. Truyền kinh phổ biến xa gần, gia gia vui hưởng muôn phần ấm no. Mẫu sẽ hứa ban cho con thảo, năm trai lành kế tạo lửa hương. Hai gái yêu thảo thuần lương, đời đời nói dõi tổ đường tông môn. Nam nữ nào sùng tôn kính
mẫu, kính lễ ngài Kỷ Mẫu thành tâm. Mẹ ban phước lộc cao thâm, thiên xuân vạn đại hướng âm đức về. Sứ phương nào hằng ngày cúng vía, đàn tràng cầu bốn phía an ninh, bảo toàn tánh mạng chúng sinh. Mẫu hoàng phủ điện ứng linh lời nguyện, quốc dân nào kiền thiền vọng bay, thọ trì kinh nhớ mãi thâm ân. Mẫu từ cho xuất thánh nhân, thông minh xuất chúng muôn phần quyền linh. Công đức mẫu vô hình khó tả, dầu lâm sơn biển cả khó hơn. Ai mà đáp nghĩa đền ơn, phải sùng an tử quả sơn tương hình. Rồi dâng lên hương linh thờ phượng, tạo lập thành tâm tượng bái tôn. Diêu trì Phật mẹ linh hồn, hiếu tử làm đăng ý ngôn kim truyền. Mẹ sẽ nhận con hiền du thảo, gắng sức xây tay tạo máu đi. Tùy gia phương tiện hữu duy, chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào. Mẫu chứng lòng thanh cao tâm hảo, sẽ ghi tên con thảo danh đề. Thẻ ngọc mẹ chuyện bút phê, tâm phàm phủi sạch trở về diêu cung. Bởi vì con tận trung tận yêu, đắc quả cao cựu khiêu khai minh. Con hiền thọ hướng trường sinh, nhờ lòng quảng đại quang minh tâm lành. Mẹ sắc tứ phong danh muôn thuở, tranh quả thành nở trần ai. Ban cho cửu phẩm liên đài, trung ương thượng quốc về ngai đền vàng. Thành đại lá nghiêm trang quy bao, phú phủ đồng đất đạo kim thân. Mẹ ban thọ hướng hồng ân, lưu danh bưu điện muôn phần vẻ vang. Đức từ tôn mẫu hoàng bảo dưỡng, trải hết tâm vô lượng vô biên. Ngự nơi cõi thượng thiên liêng, độ cho quốc thế dân yên thanh bình. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Địa mẫu diệu kinh. Phật mẫu tuy vô hình vô tướng, mẹ cầm quyền phát hướng nhân sinh. Ban ra lời ngọc chân kinh, khảo sát địa lý khai minh địa cầu. Thở hồn độn một bầu không khí, còn mịt mù vô thì biết đâu. Phật mẫu đã ngữ từ lâu, phân ra thiên địa hoàn cầu chuyển xây. Mẹ đứng ra làm thầy trước nhất, đạo hoằng khai lời thật quyền linh. Phổ thông truyền ba chương kinh, phán bài phong tục nhân sinh sáng ngời. Chốn phàm trần đến đời muôn hạ, mẹ giang cờ bút tả chương kinh. Ai truyền ân tông phổ in, mẫu hoàng bảo hộ khương ninh cứu trường. Người nào đầy lòng thương tiếp dẫn, giúp chúng sanh ngộ nhận đạo chân.
dựng đời thịnh trị thượng quân, hết lòng chỉ giáo linh nhân tỏ tường. Khắp thế giới thập phương cung kính, trang niệm trị lời châu, đất thành sở nguyện mong cầu, vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm. Hoặc gia gia tháng năm ghi nhớ, lưu truyền kinh từ thuở ban hành. Kẻ nào tụng niệm chân thành, thánh tiên đất đạo rạng danh lâu rồi. Ai chẳng tin bất cầu ác cam, chê bai rằng mờ ám không tùng. Đến khi vào lúc lâm chung, hồn linh kẻ ấy vô cùng khổ đau. Ngục A Tỳ Xá vào miên diễn, đọa đài người lâm tiên dễ khinh. Sanh lòng nhạo ban ly kinh, tội như biển cả mong mến tham sầu. Gây nhiều lỗi thâm sâu đại hại, mẹ chẳng phiền phải trai chỉ đâu. Xét ra khắp cả hoàn cầu, đều do lĩnh mẹ pháp màu chuyển ra. Mẹ thương con vì tha tất cả, nào thấy ai để giả xót thương. Đắng cay khổ nhọc ai tường, rõ thông nỗi khổ đoạn trường biết bao. Trang nữ kiệt anh hào chí hiếu, bô cao cho người hiểu rõ ràng. Đứng ra giải đáp lời vàng, cho người trần thế dương gian tri tường. Khắp thiên hạ thập phương chung cảnh, nạn thiên tai phải hoành hiu sầu. Dập dồn nhiều cánh khổ đau, quả tai trước mắt tránh đâu bây giờ. Mẹ thương con đề thơ phân tỏ, lại chẳng nghe ghi rõ lời châu. Cuộc đời thế sự bể dâu, mẹ đã tường tận đoán rồi tiên tri. Dầu khó khăn việc chi nguy khôn, mẹ bình trị chỉnh đốn khắp nơi. Phán truyền bài tỏ bao lời, quá sanh hoằng đạo khai đời dương sanh. Phật mẫu có phân rành tất cả, 72 vị đã lãnh phần. Đương kim hành sự xa gần, vị nào cũng có thánh phần hợp chung. Duy mình mẫu chẳng cùng ai cả, khắp ở trong thiên hạ xứ nào. Lập chùa táo miếu đền cao, phụng thờ thần thánh ra vào cung nghinh. Còn mẫu đây riêng mình ai nhớ, đến tanh danh cũng chớ tường tri. Cõi trần chẳng có chi chi, một ngôi miêu nhỏ vậy thì cũng không. Bởi chúng sanh bạc lòng chẳng nghi, nên cam đành khổ lụy sầu bi. Quanh năm bao cảnh loạn ly, trời mưa không thuận đất thì không sanh. Mẹ thương con chẳng đành đoán dứt, tình thiên liêng bút mực ghi rành. Các con lớn nhỏ nghe chăng, thọ trì kinh mẫu khó khăn cũng lành. Khắp nhân sinh đều hành tâm đạo, giúp cho đời cai tạo ăn năn.
chẳng luận cao thấp ngang bằng, dầu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh. Chín tuổi biết cung linh độc tùng, điển quyền di hữu dũng mẹ ban. Cốt nhục xa cách lạc đường, mẹ cho tái họ bình an sum vầy. Vui trong cảnh bao ngày cách biệt, dầu chia tay cũng hiệp cùng nhau. Không phân hai bậc thấp cao, ai ai cũng được truyền trao kinh này. Khắp non nước Đông Tây Nam Bắc, phổ biến kinh để nhắc nhở lòng. Thập phương ba tánh rõ thông niêu, chẳng khưng thọ chắc không sinh tồn. Bao nguy khổ dập dồn đau xiết, nạn thiên tai thủy kiệt sơn băng. Chúng sanh ngã gục nhào lăn lâm, dòng đại nạn thoát chẳng được nào. Hiện bây giờ ôm đau bệnh tật, sanh ra nhiều chứng thật gớm ghê. Khắp trong tất cả thành quê, thái điều thọ nạn ê chề khổ thân. Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết, thổ sản này ngã chết chẳng còn. Đói lòng quằn quại các con, dạy khuyên rằng nhớ lời son mẫu từ. Mẹ khuyên con tâm thư lời cuối, gắn tâm tu thông suốt lý kinh. Truyền trao giải nghĩa khổ in, cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời. Chúng con sẽ thấy đời hết khổ, nổi trong năm phổ độ đầu tiên. Mưa hòa gió thuận khắp miền, mùa màng sung túc thấy liền chẳng xoay. Còn như đáo lễ ngài Kỷ Mẫu, lập đàn tràng bái mẫu trì kinh. Dân đèn sáp thiệt quang minh, từ tôn phụ điện nhân sinh phúc đầy. Mỗi trăng có ba ngày mẫu kỷ, hãy thành tâm bền chí cúng dường. Kinh đàn đăng thủy quá hương, ngoài ra tất cả ngài thường khỏi lo. Việc cúng kiến phải cho tinh khiết, cố gắng tu tha thiết cần chuyên. Lo tròn phận sự hằng niên, 36 nhật kiền thiện trì kinh. Sắm lễ vật cung in từ mẫu, trong các ngài Kỷ Mẫu lập đàn. Gồm có 6 ngọn đăng quang, quả hoa tươi thắm hương phần 5 cây. 6 chung nước lọc đầy đủ lê, cùng chúng nhau hợp để kinh đàn. Thuyết kinh giải lý rõ ràng, mỗi người đều định tâm an thọ trì. Ai xứ nào làm ý lời giải, định tinh thần tụng bài biên kinh. Tiêu bao nghiệp chướng tội mình, hướng đời quân thượng quyền linh sinh tồn. Ai cố gắng sớm hôm trì tụng, thêm 2 thời chuyển dụng tâm thành. Mẹ ban quyền diệu điện thanh, tự tay cứu chữa mạnh lành nổi da. Đức từ tôn truyền ra cho biết, các con cần tha thiết ghi lòng. Lúa mạch
gần chín đầy đồng hiện ra móng bạc hư không rõ ràng. Gió từ đâu thổi sang rất mạnh, trong niên này gặp cảnh phong ba. Khổ sầu từ trẻ tới già, chúng sanh phải chịu thiết tha cơ hàng. Nạn đuối lạnh lầm than đau xiết, là điềm trời ứng hiện rõ ràng. Thiên đình thâu hạt lúa vàng, thần linh ngũ cốc lĩnh ban về trời. Gieo quả cho cảnh đời khốn khổ, tuy vậy mà có chỗ cũng chừa. Nơi nào kinh mẹ sớm trưa, thì kinh địa mẫu phước thừa bình an. Mẹ bảo hộ những vàng nơi đó, được trúng mùa mưa gió thuận hòa. Ai từng phổ biến gia gia, tuyên truyền kinh mẫu đứng ra giải bài. Phổ thông in đủ đầy nghĩa lý, mẫu sẽ sai các vị thiên.